Cô chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu bài toán mới. Trước khi chúng ta bước vào bài toán mới thì các bạn chúng ta sẽ thực hiện cho cô các yêu cầu sau đây nha. Yêu cầu của cô đó là viết các phép chia sau dưới dạng phân số. 7 chia 5, 5 chia 6, 3 chia 19, 1 chia 8. Vậy thì chúng ta có thể viết các phép chia sau dưới dạng phân số đó là 7 chia 5 bằng 7 phần 5 5 chia 6 bằng 5 phần 6 3 chia 19 bằng 3 phần 19 Và 1 chia 8 bằng 1 phần 8 Cô có bài sao? Giả sử gia đình em đang xem một trận bóng đá trên TV giữa Việt Nam và Campuchia. Sau khi trận đấu kết thúc, kết quả là Việt Nam thắng Campuchia với tỷ số là 4-1. Vậy em hiểu tỷ số 4-1 có nghĩa là gì? À, để hiểu được tỷ số 4-1 có nghĩa là gì thì hôm nay chúng ta sẽ đi học về phần tỷ số một số bài toán liên quan đến tỷ số và mở đầu cho phần tỷ số và một số bài toán liên quan đến tỷ số chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài giới thiệu tỷ số là gì rồi các con hãy nhìn vào cho cô ví dụ thứ nhất một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách hỏi số xe tải bằng mấy phần số xe khách Câu hỏi số 2 đó là số xe khách bằng mấy phần số xe tải. Thứ nhất, chúng ta phải xác định rằng có bao nhiêu xe tải. Vậy thì có tất cả là 5 xe tải. Có bao nhiêu xe khách? Chúng ta xác định rằng có tất cả là 7 xe khách. Từ hình ảnh đó, cô sẽ biểu thị số xe tải bằng 5 đoạn thẳng, tương ứng là 5 phần. Và số xe khách cô biểu thị 7 đoạn thẳng, tương ứng là 7 phần. Các con nhìn kỹ chưa? Rồi. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết vậy thì số xe tải bằng bao nhiêu phần, số xe khách đó có phải là chúng ta đang đi tìm gì các con? Tỷ số của số xe tải và số xe khách là Vậy thì ta sẽ lấy gì các con? À, số xe tải là 5 phần 5 7 phần 7 Chúng ta viết là 5 chia 7 Hay 5 phần 7 à, Như vậy chúng ta có hai cách viết ha Thứ nhất là chúng ta ghi là 5 chia 7 hay chúng ta ghi là 5 phần 7. Tiếp theo, qua cái cách ghi này thì chúng ta hiểu rằng tỷ số này cho biết số xe tải bằng 5 phần 7 số xe khách. Các con nắm được chưa? Rồi, tiếp tục. Tỷ số của số xe khách bằng mấy phần số xe tải? Thì lời giải là tỷ số của số xe khách và số xe tải là 7 chia 5 hay 7 phần 5. Vậy thì cách viết trên cho chúng ta hiểu rằng là tỷ số này cho biết số xe khách bằng 7 phần 5 số xe tải. Tiếp tục chúng ta đi tìm hiểu ở ví dụ thứ hai. Như vậy ở ví dụ thứ hai, người ta cho chúng ta biết số thứ nhất là 5, số thứ hai là 7. Vậy thì chúng ta sẽ viết tỷ số của số thứ nhất và số thứ hai là 5 chia 7 hay 5 phần 7. À, tiếp tục, cô cho số thứ nhất là 3, số thứ hai là 6. Vậy thì tỷ số của số thứ nhất và số thứ hai cô viết như sau, 3 chia 6 hay 3 phần 6. Số thứ nhất cô cho là A, số thứ hai cô cho là B và các con lưu ý cho cô B phải là một số khác không. Và cô có thể viết được tỷ số của số thứ nhất và số thứ hai là A chia B hay A phần B. Các con nắm được chưa? Từ đó ta có thể nói rằng tỷ số của A và B là A chia B hay A phần B và B ở đây phải khác không. Từ đó thì chúng ta rút ra được bài học đó là muốn tìm tỷ số của số thứ nhất và số thứ hai ta làm như thế nào. À, nãy giờ các con đã thông qua hai cái ví dụ cũng như là ở phần bài cũ phía trên thì các con thấy muốn tìm tỷ số của số thứ nhất và số thứ hai ta lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai rồi từ đó các con quay ngược lại bài cũ thì các con thấy như vậy việt nam thắng campuchia với tỷ số là bốn một như vậy việt nam là 4 trái còn Campuchia chỉ được mấy trái các con? Một trái. Vậy tỷ số giữa Việt Nam và Campuchia thì Việt Nam có phải là số thứ nhất không? Và Campuchia có phải là số thứ hai không? Thì như vậy ta sẽ lấy số thứ nhất là 4 chia cho số thứ hai là 1. Ta có tỷ số là 4 chia 1. Đó là phần giải thích cho cái bài dẫn mà cô cho ví dụ ở phần bài cũ chúng ta sẽ bước vào phần luyện tập. Thì thông qua phần luyện tập này nhằm giúp cho các con hiểu rõ hơn, hiểu kỹ hơn về phần giới thiệu tỉ số. Thì ở bài số 1, chúng ta yêu cầu cần làm đối với các con đó là viết tỉ số của A và B biết A bằng 2, B bằng 3. Rồi. Vậy thì A bằng 2, B bằng 3, ta xác định rằng A là số thứ nhất. B và số thứ hai đây bởi vì người ta yêu cầu mình viết tỉ số của A và B thì anh nào đứng trước thì ta gọi là số thứ nhất và anh nào đứng sau ta gọi là số thứ hai vậy thì tỷ số của A và B là 2 chia 3 hay 2 phần 3 Rồi. ngược lại ở câu B cũng tương tự luôn các con vậy tỷ số của A và B là 7 chia 4 hay 7 phần 4 ở câu C, tỷ số của A và B là 6 chia 2 hay 6 phần 2. Và ở câu D là tỷ số của A và B là 4 chia 10 hay 4 phần 10. Và các con lưu ý như vậy thì ở phần B, 3, 4, 2, 10 đều là những số khác không. Rồi các con nhìn kỹ chưa? Nhớ nha. Khi chúng ta viết tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai thì ta lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai. Tiếp tục chúng ta qua bài tập số 3 ở trong sách giáo khoa. Thì ở bài tập số 3 này người ta cho đề bài như sau: Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái. Câu A: Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ. Câu B, viết tỷ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ. Để làm được điều này, các con cần phải xác định rằng bạn gái là bao nhiêu, bạn trai là bao nhiêu. Và các con nhìn kỹ câu hỏi là người ta yêu cầu các con viết tỷ số số bạn trai trên số bạn của cả tổ nha các con. Vì ở đây các con đã biết được số bạn của cả tổ chưa? À, chưa biết đúng không? Thì như vậy chúng ta phải đi gì? Đi tìm số bạn của cả tổ. Đó là ta lấy 5 bạn trai cộng 6 bạn gái thì ta ra được là 11 bạn. Như vậy số học sinh của cả tổ là 11 bạn. Rồi từ đó chúng ta sẽ đi giải quyết từng câu. Ở câu A chúng ta sẽ viết được tỷ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là ta lấy 5 chia 11 hay 5 phần 11. Câu B, ta viết được tỷ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ là 6 chia 11 hay 6 phần 11. Để làm đúng được bài, thứ nhất các con phải xem đề bài cho gì và yêu cầu của câu hỏi là gì. Nhớ nha các con. Rồi. Rồi chúng ta sẽ qua trò chơi đố bạn đúng hay sai. Rồi, nãy giờ mình chơi mình học mệt rồi đúng không? Giờ chúng ta chơi trò chơi nha. Trò chơi của cô như sau. Trên bãi cỏ có 20 con bò và số con trâu bằng 1/4 số con bò. Vậy số con trâu là 5 con. Đúng hay sai? Cô mời các bạn suy nghĩ. À, hết giờ rồi À, như vậy đó là gì con? Đúng Bởi vì sao? Đây là đi tìm phân số của một gì? Một số Vậy thì là số con trâu bằng 1 phần 4 số con bò Vậy thì ta sẽ lấy 20 chia cho gì con? Chia cho 4 thì sẽ ra được là 5 phần 5 gì? 5 con Chúng ta qua câu kế tiếp Trong hộp có 2 quả cam và 8 quả xoài Vậy tỷ số của số quả xoài và số quả cam là 2 phần 8. Đúng hay sai? Cô mời các bạn suy nghĩ. Rồi, hết giờ rồi. Sai rồi. Bởi vì sao các con? Số nào đứng trước thì chúng ta sẽ chia cho số thứ hai. Vậy ở đây người ta hỏi số quả xoài như vậy số quả xoài có phải là số thứ nhất không? Số quả cam là số thứ hai không? Như vậy thì chúng ta phải đáng lẽ chúng ta phải ghi tỷ số là gì các con? 8 phần 2. Như vậy đây là sai. Cô mời các con qua câu hỏi kế tiếp. Trong hộp có 3 bút đỏ và 7 bút xanh. Vậy tỷ số của số bút đỏ và số bút xanh là 3 phần 7 cô mời các bạn suy nghĩ đúng rồi các bạn à vậy thì các con đã chơi một trò chơi nhỏ để nhằm củng cố lại kiến thức về tìm hiểu tỉ số là gì vậy thì khi viết tỉ số của hai số cô nhắc lại các con cần chú ý cho cô một là số nào nói đến trước thì chúng ta viết trước dấu chia hoặc viết trên dấu gạch ngang ở phần mẫu ở phần tử số rồi số nào nói đến sau thì chúng ta viết sau dấu chia hoặc viết dưới dấu gạch ngang ở phần mẫu gì mẫu số và cái lưu ý thứ hai đó là khi viết tỷ số của hai số ta không được rút gọn về phân số tối giản nha các con bởi vì đây là chúng ta viết tỷ số chứ không phải chúng ta thực hiện phép tính nha à, chúng ta viết tỷ số như vậy nó như thế nào chúng ta giữ y nguyên như vậy ta không được rút gọn về phân số tối giản đó là hai cái cần lưu ý khi các con làm bài giới thiệu tỷ số về nhà các con sẽ làm cho cô bài tập số 1 và bài tập số 3 ở trang 147 mà hồi nãy cô vừa hướng dẫn các con á, các con sẽ làm lại vào trong vở tự học. Rồi, các con cũng xem lại nội dung bài học cô vừa hướng dẫn các con tìm hiểu. Và sau đó các con sẽ chuẩn bị cho cô bài tiếp theo đó là tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó trang 147 bài học đã kết thúc rồi à, cô chúc các em luôn chăm ngoan và học giỏi hẹn gặp lại các em nhé